Xã A Dun, huyện Chư Sê hiện có 6 thôn làng, 935 hộ dân với hơn 4.000 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%, hầu hết là người Dơ Rai và Ba Na. A Dun từng là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh bởi bà con sản xuất chủ yếu là gieo xạ lúa, trồng mì mà phụ thuộc vào tự nhiên nên năng suất, thu nhập chẳng đáng là bao. Vì vậy, để hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, các cấp các ngành đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước từ 3 công trình là thủy lợi Plekeo, kênh mương Gia Bòng và Gia Pết đến các cánh đồng trong xã. Nhờ đó đã tạo cú hích giúp đồng bào tăng vụ, tăng diện tích, tăng năng suất cây trồng. Nhà tôi có được mấy xào lúa, trước đây gieo xạ lúa chỉ dựa vào thời tiết, nay có thủy lợi kênh mương dẫn nước vào ruộng nên gieo xạ chủ động và hiệu quả hơn. Bà con ở đây mừng lắm. Nhà nước làm thủy lợi tại Plekeo, bây giờ ba con là làm lúa đông xuân được 2 vụ, làm được một số có bán, một số ăn đủ, một số có đói, nói chung là nó đỡ hơn tí, đỡ nó có thủy lợi nên có lợi thế, một số là có trong bí với ớt trong chiên và lúa. Để đầu tư phát triển thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là hỗ trợ để người dân trong xã Dun vươn lên thoát nghèo, huyện Chư Sê đã lồng ghép triển khai các chương trình dự án chính sách như chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa, chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới cho xã Dun giai đoạn 2017-2020. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy kinh tế xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở xã đặc biệt khó khăn A Dun. Trong 3-4 năm trở lại đây thì nhân dân ổn định được cuộc sống và nâng cao được thu nhập bình quân đầu người tăng lên so với những năm trước đây. Thì bên cạnh đó thì những cái nguồn vốn mà chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép vào để xây dựng nông thôn mới thì theo tiêu chí cũ của cái giai đoạn đến năm 22 thì trên địa bàn xã thì đã đầu tư rồi dự đầu tư được khoảng 14 tiêu chí là đạt được. Nhưng so với cái quy định cụ thể rồi cái nâng cao về cái tiêu chí nông thôn mới thì hiện nay cũng xã đang đánh giá ra soát lại và cụ thể cả cái tiêu chí nông thôn mới thì khoảng hiện nay nếu mà tính toán đạt thì khoảng đạt khoảng 9 đến 10 tiêu chí so với cái tiêu chí mà nâng cao sau theo quy định mới đấy của Ủy ban tỉnh. Từ các cái nguồn vốn của trung ương cũng như của tỉnh của huyện thì cũng đặc biệt quan tâm đến cái xã A Dun, và trong thời gian qua cũng triển khai rất nhiều các chương trình dự án để coi như là nhằm nâng cao đời sống của bà con nông dân, cũng như là đã xây dựng các cái cơ sở hạ tầng như đường xá đi lại để phục vụ cho nâng cao các cái tiêu chí thực hiện nông thôn mới của địa phương trong thời gian vừa qua. Diện mạo vùng căn cứ cách mạng A Dun Chư Sê đang đổi thay từng ngày. Từ nhiều nguồn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đời sống của đồng bào ở A Dun được cải thiện đáng kể. Nếu như năm 2016 thu nhập bình quân của người dân trong xã chỉ đạt 10,52 triệu đồng một người một năm, thì đến năm 2022 đạt 37,4 triệu đồng. Với những kết quả đạt được sẽ tiếp thêm động lực để vùng đất A Dun anh hùng ngày càng khởi sắc.